Bố đi làm xa về không báo trước cho con gái và cái kết cảm động. Mới đây, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đầy cảm động giữa cha và con gái. Đoạn video quay lại cảnh một ông bố đã trở về nhà sau thời gian dài đi làm xa, nhưng không báo trước cho con gái biết. Khi nghe tiếng xe của con từ xa, ông bố lặng lẽ bước ra cổng, đứng đợi và chuẩn bị tạo bất ngờ. Khoảnh khắc ấy khiến ai cũng phải xúc động. Vừa bước vào sân, cô con gái đã nhìn thấy bố mình đứng đó với vòng tay mở rộng. Ngay lập tức, cô vội vàng tắt máy, lao nhanh về phía cha và ôm chầm lấy ông trong niềm vui khó tả. Điều khiến nhiều người không khỏi bất ngờ là, dù con gái đã trưởng thành, ông bố vẫn không ngại bế bổng cô lên, quay tròn trong niềm hạnh phúc trào dâng. Sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng ngay lập tức bày tỏ sự xúc động trước tình cảm ấm áp giữa hai cha con. Nhiều người đã để lại bình luận chia sẻ cảm giác của mình khi xem đoạn video. Cảm giác ấy hẳn là không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, hạnh phúc đến vỡ òa. Bố tôi cũng thế, tuy không bao giờ nói lời yêu thương, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ đều chứa đầy tình yêu thương. Bố tôi ngày xưa cũng hay đợi tôi về nhà rồi mở cổng, dắt xe cho tôi. Giờ thì ông không còn nữa, có muốn cũng chẳng thể được như vậy nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.